Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và thất bại của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một con khủng long của Mỹ đến từ thương hiệu Crown Amcron. Và dòng này sẽ có tên model là CE2000A. Đây là một cục đẩy mà ở phân khúc và cực cao cấp và được cực kỳ nhiều anh em ưa chuộng. Bởi vì nó có một mức cấu hình phải nói là rất là khủng và nội thất thì phải nói là vô cùng hoành tráng. Nhưng mà dòng này thì anh em thấy là nó phổ biến đến độ là Nhật cũng có thường xuyên rất là nhiều những video mà đăng giới thiệu về dòng sản phẩm này, vì dòng này phải nói là bán rất là lẹ. Nhưng mà khi hết hàng mình tung lên những video về con này mà số series mới để cho anh em có thể mà thấy được, mua được cái con mà Nhật đăng mới nhất. Đây, mời anh em cùng xem qua về hình thức và thiết kế của dòng sản phẩm này. Nói chung con này phải nói là có thiết kế là nó vô cùng hầm hố đấy mà. Và nó sẽ trang bị chúng ta là 2 channel cho anh em. Và volume của nó thì nó sẽ để ở mặt trước thôi, nhưng mà rất là dễ dàng và tiện lợi để cho anh em để mà điều chỉnh. Đây, mời anh em cùng xem qua về mặt sau dòng sản phẩm này. Đây, đầu tiên thì ở trung tâm chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt cho anh em. Quạt tản nhiệt của dòng sản phẩm này đặc biệt ở chỗ là nó sẽ khi mà nóng lên thì anh em mới con này thì nó mới quay nha anh em. Con này thì nó phải nói là rất là tiện lợi của anh em mà, thì nó sẽ tạo ra ít độ ồn nhất để cho anh em phải trải nghiệm âm thanh. Còn bên đây anh em sẽ thấy là sản phẩm này sẽ trang bị ra hệ thống là 4 chặt loa nha anh em. Anh em phải cắm đầu bắp chuối và anh em xỏ dây và cái lỗ ở bên cạnh cũng được, hoặc anh em chơi qua những cái đầu jack chuyên nghiệp cũng rất ok nha anh em. Và bên đây là cái cổ, nhưng mà anh em bế tín hiệu nguồn vào và Nhật sẽ tặng luôn cho anh em hai cái đầu chuyển từ 6D qua AV, hoặc anh em cắm đầu Canon cũng ok nha anh em. Hoặc anh em có thể xỏ dây ở phía trên cũng ok nha mà. Còn bên đây là sản phẩm thì sẽ xài dây điện nguồn rời nha anh em mua thì giờ cũng tặng luôn cho anh em cọc dây điện nguồn rời. Còn phía dưới là tem dòng sản phẩm này, model là CE2000A. Con này xài dòng điện là 100V nha anh em, đến từ thương hiệu của Crown, hàng là chuẩn là Made in USA nha anh em. Còn đây là tem chứng nhận CE là được xuất vào thị trường của châu Âu nha anh em. Còn ở đây anh em sẽ thấy là con này điện 100V, công suất là 1200W nha anh em. Còn về nội thất ở bên trong của cục đẩy Crown Amcron CE2000A thì sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 24 con sò sắt. Cộng với việc công suất của nó đến tập là 1200W thì nó sẽ đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của anh em về nghe nhạc, karaoke và ghép với loa sub nha anh em. Con này anh em chơi với loa 4 tấc, anh em chơi với 2 cặp 3 tấc cũng rất là ok và rất là dư dả đấy mà. Nói chung đây là một trong những dòng sản phẩm mà cực kỳ phổ biến và được rất là nhiều anh em mua và sử dụng trong phân khúc giá 9 triệu đồng rồi đấy mà. Nên mình chắc chắn đây là một con mà nó là hay nhất trong cái tầm giá này luôn. Có rất là nhiều những dòng mà trong tầm giá này, nhưng mà mình thấy độ phổ biến của nó chắc chắn không bằng Amcron CE2000A này. Và thôi không dài dòng nữa, mình vào ngay bài test sức âm của dòng này, mời anh em. Và hiện tại thì Nhật đang ghép cục đẩy này với cặp loa của JBL nha anh em. Đây là loa 4 tấc Checkend dòng hội trường sân khấu với tổng công suất là đến tận là 2000W cho một cặp cho anh em. Đây, mời anh em cùng thưởng thức chất âm. Đầu tiên mình sẽ test từng channel. Đây, channel 1. Channel 2. I
CE2000A thì nó mới đánh bật cả được hết sức âm của những cặp loa đó nha mà. Như anh em mà thấy thì mình đang chơi với cặp JBL 4 tấc công suất đến tận khoảng 2000W. Và con này phải nói là đánh nghe tiếng nghe cực kì bùng nổ cho anh em. Bass đập mạnh và chép nghe leng keng. Dòng này mà rất là nhiều anh em mua về để mà karaoke khi cố ghép với một cái vang nữa nha mà. Nói chung đây là trong những dòng mà mình đánh giá rất là cao về cả thiết kế bên ngoài lẫn nội thất ở bên trong, cũng nhờ về chất âm, cũng nhờ về khả năng phối ghép. Và mình thấy là rất là nhiều anh em mua thì mình cũng tin rằng đây là một trong những dòng mà tốt nhất trong phân khúc giá này rồi nha mà. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video lần tới. Bye.